ATM Lucky, cùng hạnh phúc, cùng thịnh vượng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Y tế về tăng mức hỗ trợ đóng phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp. Quyết định này đưa ra nhằm hỗ trợ người dân, góp phần hoàn thiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Cụ thể, theo ước tính của đơn vị, có 2,53 triệu người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm xã hội. Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, đến năm 2025, có 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế báo cáo trình chính phủ nâng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp từ 30 đến 50%. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30 đến 50% đối với người thuộc hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với những người thuộc hộ cận nghèo, từ 10 đến 20% đối với các đối tượng còn lại. Theo đơn vị, những năm gần đây, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, nhưng so với tiềm năng, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn rất thấp, nhất là đối với những người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Vì vậy, việc đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là với những người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sẽ tạo điều kiện giúp họ có đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, để mọi người dân được tham gia vào lưới an sinh và có chính sách bảo hiểm xã hội chia sẻ, đảm bảo cuộc sống khi về già.